Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Cách đây một năm, trong lúc bà tôi đang đứng lựa xoài tại một shop trái cây thì có một chị khách cũng đến hỏi mua xoài. Thì chị ta hỏi anh chủ shop là xoài này ngọt hay là xoài chua. Thì anh chủ shop nhanh nhạy trả lời: "Dạ, xoài ngọt lắm chị ạ." Chị khách bỏ đi và nói: "Chị chỉ thích xoài chua thôi." 5 phút sau lại có một chị khách thứ hai đến hỏi y chang như chị thứ nhất. Thì anh ta rút ra kinh nghiệm và trả lời: "Dạ, xoài chua lắm chị ạ." Và chị khách đó bỏ đi kèm theo lời nói: "Chị chỉ thích ăn xoài ngọt." Tôi quay lại hỏi anh ta: "Thật ra là xoài của anh là xoài ngọt hay là xoài chua?" Anh bảo là xoài chua, nhưng tại vì sợ chị thứ nhất thích xoài ngọt nên cho nên nói là ngọt để chị ấy mua. Tôi nói: "Anh đã thất bại ngay từ đầu. Khi mà lòng trung thực của anh không có thì chắc chắn anh không thể nghĩ được chiến lược bán hàng nào hiệu quả cả." Anh ta hỏi tôi: "Thế thì anh phải làm thế nào?" Tôi thấy anh cần phải ngẫm thật kỹ 5 thứ sau. Thứ nhất, ai là những người sẽ mua xoài của anh? Anh phải biết xoài của mình là chua hay là ngọt. Và ngẫm xem ai là những người có gu thích ăn chua và họ thường tập trung ở đâu nhiều nhất, khu vực nào, hội nhóm nào nếu anh bán online, và họ có sở thích gì nữa hay không. Điều số 2 là sau khi anh biết họ tập trung ở đâu nhiều nhất rồi thì anh nghĩ xem làm cách nào để mang sản phẩm mình đến với họ, và anh có thể chuyển đổi địa điểm bán hàng của mình đến khu vực gần đó, hoặc là anh có thể tận dụng những cái kênh bán hàng online, chẳng hạn tập trung vào các nhóm đối tượng như là hội thích ăn chua, hội chăm sóc bà bầu, hội các học sinh sinh viên thích ăn vặt, rồi giao hàng tận nơi cho họ. Ngoài ra, anh xem còn có kênh nào khác để tiếp cận họ dễ dàng hơn nữa hay không. Điều thứ ba là khi có người đã mua xoài của anh rồi thì hãy nghĩ thêm là cách nào để khách hàng này mua lần 2, lần 3, hoặc là họ rủ bạn bè cùng mua, hay là giới thiệu cho anh những bạn bè của người ta để mà anh bán cho họ. Khi người mua mà biết đến anh thì điều kế tiếp là anh phải làm sao cho họ thích anh. Nếu là quầy xe di động thì anh có thể đưa số điện thoại của anh cho họ để khi mà họ cần, họ chỉ cần nhắn tin là có ngay xoài ngon. Lúc bán xong, anh có thể tặng thêm cho khách hàng một quả xoài và nói rằng đây là quả mà tôi tặng thêm cho cô vì tôi biết chắc là cô sẽ ăn không đủ bao nhiêu đâu đây. Xoài là của tôi là cực ngon và chưa ai cảm thấy đủ khi dùng nó cả. Như vậy, khi cô ấy mà về nhà ăn đến trái cuối cùng sẽ vẫn nhớ tới những lời của anh. Có khi cô ấy sẽ chạy đi tìm anh khắp phố đấy. Điều số 4 là anh phải biết xoài của anh mang lại lợi ích gì cho họ. Không chỉ đơn thuần là thỏa mãn cơn thèm của khách hàng, mà hãy hiểu về lợi ích sau cùng của quả xoài đối với khách hàng. Anh phải hiểu các thành phần có trong xoài của anh như là các loại vitamin B1, B6 có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch cơ thể chẳng hạn. Như vậy, anh không chỉ là bán xoài mà còn đang bán một sức khỏe đến với người tiêu dùng đó. Và điều cuối cùng đó là hãy kiểm tra lại chi phí của anh trong các hoạt động bán xoài và lấy hàng của anh. Những chi phí nào quá nhiều nhưng mà không mang lại hiệu quả thì anh cắt bỏ hoặc giảm dần đi. Anh tập trung chi phí vào đúng cái nguồn mang lại doanh thu cao nhất. Khi đó anh sẽ tập trung đúng vào cái mà mình sẽ có doanh thu tốt nhất. Và sau một năm, tôi gặp lại anh ấy. Anh ta nói với tôi rằng anh ta đã dẹp cái tiệm bán xoài rồi. Và giờ đây anh đã có mở một công ty buôn xoài với quy mô và quy trình khép kín, từ việc nhập xoài sạch cho đến việc bán xoài thông qua chuỗi cửa hàng của anh ta tự mở. Và anh ta cũng có một cô vợ là fan ăn xoài của anh ấy. Giờ họ đã có một cửa hàng rất khang trang. Bạn đừng hỏi tôi câu chuyện này là có thật hay không. Bạn hãy tự hỏi chính các bạn là các bạn đã học được bài học gì thông qua câu chuyện trên.